Chưa đến bao giờ em mới được bắt đầu. Em cứ thong thả, quan trọng là chúng ta có niềm tin dành cho đối phương bao nhiêu. Anh không tin em sao? Vậy em có tin anh không? Nếu em không tin anh, em có giao tâm hồn và thể xác này cho anh không? Vậy em biết anh là ai? Là một người đàn ông không hề đơn giản. Em đừng có nóng vội, anh sẽ giao việc cho em khi đúng thời điểm thích hợp. Nhưng em không muốn ngồi không xài tiền của anh đâu. Em muốn chứng minh cho anh thấy anh sẽ không thất vọng khi chọn em. Anh biết em là một người phụ nữ bản lãnh mà. Ngày mai anh có việc đi xa vài ngày. Anh đi đâu? Lần này thì không được, ngoan ở nhà chờ anh về. Dạ, hôm nay ông chủ lên đây đột xuất như vậy, không biết có chuyện gì không? Tôi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với ông. Tại sao dạo gần đây hàng sản xuất ngưng trệ với rất nhiều lý do? Dạ, như tôi đã báo với ông chủ, bên an ninh họ để ý tới thị trấn. Có một số thằng bán lẻ nó về đây, số lượng công nhân cũng tăng lên, cho nên phải cần hạn chế một số hoạt động của nhà máy. Một người có năng lực thì sẽ không ngụy biện. Dạ, tôi biết. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn chỉ vì một số lơ là bất cẩn? Ông không có gan, chỉ một cuộc sống chạy ngang qua thôi là ông giúp mình rồi. Tôi cho ông kỳ hạn trong vòng 3 tháng nữa, nếu như năng suất không tăng, hàng không đáp ứng được thị trường, tôi sẽ phế truất ông và thay bằng một người khác. Dạ. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà thưa ông chủ, tôi cần tăng cường thêm người. Nếu ông chủ có nguồn, xin hãy cung cấp cho tôi. Ok, người của tôi sẽ cung cấp cho ông. Nhân công không thiếu, nguồn nguyên liệu sản xuất cũng đủ. Việc của ông là tăng giờ làm việc và chuyển hàng từ nhà máy về nơi sản xuất. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ok, tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội. Có rất là nhiều người ngoài kia mong muốn hợp tác với tôi. Còn chuyện tư thù của tôi muốn ông chủ cho tôi ra tay giải quyết. Ông muốn giải quyết ai? Cả hai. Ông không nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng ta sao? Tôi nhớ, nhưng mà hình như là ông chủ đã thay đổi ý định. Ông quá khinh thường tôi rồi đó. Tôi đã sống trong đau khổ quá lâu rồi. Tôi muốn giải quyết mối hận này càng sớm càng tốt. Thằng Hiếu và Chiêu Dương phải chết. Ông đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Chiêu Dương. Cô ta là của tôi. Thấy đó, hiện giờ công ty mình đã thu mua hơn một nửa diện tích trồng trà của bà con nông dân ở đây. Họ là những người chịu ký hợp đồng với công ty mình sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà công ty mình đề ra. Tuy nhiên là vẫn còn một số hộ dân họ vẫn sản xuất theo kiểu truyền thống, thậm chí là dùng thuốc tăng trưởng. Bây giờ làm sao để thuyết phục số còn lại chịu hợp tác với mình để trồng trà sạch? Thứ nhất là mình có thêm nguồn nguyên liệu để ký hợp tác với bên Đài Loan mở rộng nhà máy. Thứ hai là để cho bà con biết tác hại khi dùng những loại thuốc độc hại như vậy. Không những hại cho bản thân mà còn hại cho cả người tiêu dùng nữa. Mày cũng biết, ông Di Kha đang cạnh tranh với mình về việc thu mua trà của bà con nông dân. Thậm chí khi mình cho nhân viên đi thuyết phục bà con, ông còn cho đàn em đi hù dọa và thậm chí là còn đánh nhân viên của mình nữa. Mà theo một số nguồn tin mà tao biết được là bên ông chỉ mua cầm chừng, thậm chí là còn ép giá nữa. Vậy mà không hiểu sao vẫn có người bán cho ông. Ông tha cho tôi đi, tôi lại ông mà. Ông tha cho tôi đi. Chuyện gì vậy? Ở cảng có chuyện gì kìa? Lên xe đi.
buông tha cho tôi đi. Từ từ tôi trả mà. Mày ứng trước tiền phân thuốc với tiền mặt, vậy mà mày không bán hàng cho tao, buông hàng bán cho người khác là sao? Hả? Từ từ tôi trả mà. Tại vợ tôi bệnh nặng, tôi phải bán cho người khác để tôi có chút đỉnh tiền tôi chạy chỗ cho bà. Tiền mà tao đưa cho mày là tiền thật chứ không phải cỏ cây. Nếu mày không có tiền trả, tao sẽ xiết đất và lấy luôn cái mảng chó của mày. Dạ ông tha cho tôi đi. Dạ ông tha cho tôi đi bà. Ta trả làm gì mà ông quấn người ta dữ vậy? Không phải chuyện của mày, cấm miệng. Làm đừng ghê quá, quá đáng nha, dễ sợ. Ê, ai biết người đấy hiểu không? Ai có chuyện hiểu không? Biết tới thì biết được liền à. Nè, không phải chuyện của mày, để tôi xét vô đây. Nhưng tôi dẫn xe thì sao? Anh Bảy, tại sao có thể hành xử với những người nông dân ở đây như vậy? So với ông, họ chỉ là những người thấp cổ bé họng thôi mà. Mày tưởng mày là ai? Tôi không là ai cả, và tôi cũng không cho mày là ai để có thể chà đạp người khác. Mày ngon, nếu mày có tiền trả cho nó, tao sẽ bỏ qua chuyện này. Anh Bảy, anh nợ ông ta bao nhiêu? Dạ, tổng cộng là 50 triệu, tính luôn cả tiền phân thuốc. Nhưng tại vì bà xã tôi đang bệnh nặng quá, tôi chưa có tiền trả. 50 triệu còn đòi lấy mạng người ta, ông thấy mình có quá đáng không? Mày đừng nói lý lẽ với tao, tao không có rảnh. Thôi được, tôi sẽ trả nợ cho ông. Dừng ngay những hành động giả mang công lại đi. Hiểu hay quá. Mời Hiểu ơi, mày giỏi lắm. Để coi mày bảo bọc cái tụi dân đen này được bao lâu. Để tôi để ngồi xe. Làm phiền ông ra viết giấy xóa nợ cho anh Bảy với tôi. Tôi đợi ơn chú Hiếu nhiều lắm, đợi ơn chú nhiều lắm. Không có gì đâu, cứ coi như tôi cho anh mượn vậy. Ráng lo cho chị nhà, khi nào giấy hết bệnh từ từ có trả cho anh cũng được. Dạ dạ. Đi về. Dạ. Mày lại gây sự với ông tao rồi đó. Thấy người gặp đèn không cứu, tao không làm được. Kệ đi. Lần này gặp, tôi muốn bàn một công việc quan trọng. Ừ? Ông Khơ nói. Tôi muốn mua công thức sản xuất thứ nước vui vẻ. Ừ, tôi có thể giao thành phẩm cho ông. Ông muốn bao nhiêu cũng có. Còn mua lại công thức thì tôi nghĩ là rất khó. Không, tôi muốn công thức. Ông cứ ra giá. Ừ, ông cũng biết công thức đang nằm trong tay một nhà khoa học ở Mỹ. Người nãy đã về đầu quân cho một tổ chức mafia. Việc thương lượng khó thành công. Nếu như không thương lượng được, mình đâu có thể đánh cắp mà. Ừ? Good idea. Cheers. Thank you.
chuyện đi có ổn không? Rất ổn. Dạ. Ông vào đây. Nhóm của cô có thể về nghỉ, nhóm khác sẽ đến thay. Đi. Được rồi. Nghe nói dạo gần đây có một vụ đụng độ giữa cậu và băng nhóm Tùng Thẹo quận tư có phải không? Dạ đúng. Chúng này muốn lấn sân của chúng ta. Theo tôi được biết, Tùng Thẹo đang nắm một đường dây phân phối lẻ rất lớn ở các tỉnh miền Tây. Tại Sài Gòn, hắn đang làm mưa làm gió ở các vũ trường. Vậy là hắn muốn đối đầu hay muốn tiêu diệt chúng ta? Rõ ràng là hắn đang nhắm chính vào địa bàn của ta. Chúng ta không cần phải qua trường thân thể, không cần phải đối đầu với bất kỳ ai. Nhưng có kẻ nào dám đối đầu thì dạy cho họ một bài học. Nếu được lệnh thì tôi sẽ bàn kế hoạch chi tiết, trình bày cụ thể với lão bạc. Đừng tiếc tiền chi vụ này. Phải đánh dập đầu rắn khi nó có ý định muốn chiếm hàng. Lão bạc yên tâm, cứ giao chuyện này cho tôi xử lý. Rồi, chúng ta đi thôi. Nhiều tên nhân khẩu báo kia như vậy không? Anh qua mà không điện thoại báo cho em biết trước. Anh muốn làm cho em bất ngờ mà. Anh, anh đừng có nhìn em như vậy. Em không muốn anh thấy em trong cái bộ dạng không có trang điểm như vậy đâu. Em luôn đẹp trong mắt anh.
Sao em gọi cho anh mà anh không nghe máy vậy? À, chắc lúc đó anh đang họp. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Em gọi điện cho anh vì em nhớ anh không được sao? Có thiệt không? Anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh hả? Anh tin em. Em đã sẵn sàng chưa? Em lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Anh cần em giao một chuyến hàng. Anh cần em giao chiếc vali này cho một khách hàng. Thời gian và địa điểm. Đây là khách sạn mà em sẽ đến. Sau khi thuê được phòng, nhắn tin số phòng cho anh. Sẽ có người tới gõ cửa 3 lần, mỗi lần 5 cái. Em giao chiếc vali này cho người đó, rồi dẫn một chiếc đi hành như vậy. Điều quan trọng của người trung chuyển là sự tự tin, thân sắc không thay đổi. Em là người mới nên cũng ít người chú ý. Có ai đi cùng em không? Không, chỉ có một mình em. Em có sợ không? Cũng có một chút, nhưng mà em sẽ ổn. Anh tin em là một con người bản lĩnh. Nhất định em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Good, sáng mai em sẽ lên đường. Còn bây giờ em lên thay đồ đi. Anh chở em đi ăn. Anh có cái này dành cho em. Cú bóp nè. Hôm nay anh cho công nhân làm việc tới mấy giờ? Làm việc tới 9 giờ. Vì thời gian sắp tới phải tăng ca đến hết tháng. Phải cho anh em nghỉ dưỡng sức chứ. Nhưng mà nói công nhân tăng ca nhiều như vậy, họ có phàn nàn gì không? Phàn nàn gì đâu, họ còn mừng nữa. Tăng ca họ kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà chỉ chọn những người nào đăng ký tự nguyện thôi. Còn ai mà nói nhà có việc hoặc lo cho chồng con cái gì đó thì cứ cho họ về. Anh biết mà. Nhưng mà người nào suy nghĩ có lý do thì anh vẫn việc. Giờ đây á, thằng Hiếu nó chưa về nữa. Hẹn đi ăn cơm chung đó. Chắc là nó gặp người quen rồi đó. Ở đây ai cũng quý nó mà. Để em gọi cho nó thử. Nghe máy luôn. Chắc nó đang trên đường chạy xe nên nó không nghe máy được. Em nói thiệt, tính khí của nó em chỉ sợ nó ra ngoài gây chuyện thôi. Anh thấy không, ông Duy Kha mỗi lần giáp mặt á là muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn. Tính thằng Hiếu nó ngang tàng mạnh mẽ, khó mà đứng yên khi thấy việc sai trái. Nè, 12 giờ đêm nay mới cho khởi hành, đi ban đêm sẽ tránh được nhiều trạm. Em tính như vậy, không biết đại ca thấy sao. Em định là cho đi thành đoàn để tránh sự chú ý. Đoạn đường trong thị trấn này thành chính đã mua hết rồi. Dạ. Nhưng đoạn đường từ Đồng Nai về Sài Gòn phải hết sức cẩn thận. Dạ. Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Dạ đại ca, có một thằng đừng gặp ở ngoài nhà máy á. Em tới em hỏi nó, nó đánh em. Là người lạ hả? Dạ. Tụi nó có bao nhiêu người? Dạ có một thằng mà tại bất ngờ quá em nhìn không có rõ mặt. Có một thằng mà hai thằng mày bị đánh bọc giùm vậy hả? Lập tức cho người xem xét khu vực xung quanh nhà máy, coi có gì khả nghi không. Dạ. Hai thằng mày đứng đây làm gì? Vô trong lo vết thương đi. Dạ. Trời ơi, Hiếu, có chuyện gì vậy? Mày nghe sự với ông Dương Kha nữa đúng không? Đâu có, tao bị té xe. Mày lái xe cứng vậy, tao không tin mày bị té đâu. Tao thấy con chó bị té thôi, không sao đâu. Dạ. Nó nói vậy anh tin không?
gì ạ? Nè, mày nói thiệt cho tao biết đi. Không phải mày bị té xe đúng không? Mày sao vậy? Té xe thì tao nói té xe. Tại sao mày không tin tao? Mày coi vết thương của mày kìa. Mày té xe làm sao? Mày nói tao nghe coi. Mày đã nghi quá. Tao không nói chuyện với mày nữa. Nè, tao cá luôn đó. Mày mới đồng đội với băng nhóm của ông Duy Kha đúng không? Tao mệt mày quá. Thôi chết. Má gọi video cho tao. Mày nghe đi. Bây giờ bà già mà thấy mặt tao vậy chắc bà xỉu quá. Mày không biết sợ má nữa hả? Sợ thì lo giữ cái thân của mày đi. Mày lì quá tao nói đâu có nghe. Bấm nghe giùm tao đi. Để tao đang tắm ha. Dạ con nghe nè má. Ủa Kỳ Quý, sao con lại bắt máy vậy? Dạ thằng Hiếu nó đang tắm rồi má. Nè, con có gì giấu má phải không? Dạ dạ đâu có má. Má không tin hả? Bây giờ con gõ cửa, con nói Hiếu lên tiếng cho má nghe nha. Hiếu, mày lên tiếng cho má nghe nè Hiếu. Dạ dạ con đang tắm má ơi, chút xíu con gọi lại. Đó đó, má nghe tiếng nó chưa? Tự nhiên má nghi ngờ con. Tại vì thấy bay mất tự nhiên quá nên má mới chận đầu chận đuôi đó. Hai anh ăn cơm chưa? Anh đang chờ Hiếu tắm xong rồi hai đứa đi ăn luôn. Em với má ăn chưa? Dạ em với má mới ăn xong. Nè, hai vợ chồng nói chuyện đi, má đi thắp nhang. Nè. Dạ. Chiều nay em nấu món gì đó? Hôm nay má mệt nên em nấu cháo cá lóc. Ngon gì đó? Em ra sau vườn hái ít rau đắng ăn kèm theo ngon ơi là ngon luôn. Ê, thằng Quý, bộ hai vợ chồng hết giờ tắm à? Ủa? Vậy thì vợ mày ngon mày ra đây mày tắm nè. Mày. Ủa? Sao anh Hiếu không nói chuyện với em với má nhở? Thì tại anh hai em đó đi tắm mà mang quên đồ. Bây giờ trời với chồng kìa, đâu chấm tắm với ai? Thôi ghê quá à, em tắt máy nha. Mày, nè, mày, mày, tao đập bây giờ. Nói gì vậy? Tao mới cứu mày nha. Mày, thiệt tình. Mình phải thật bình tĩnh, nhất định mình làm được, không để cho tụi nó coi thường mình. Cố lên Chiêu Dương. Em nghe đi. Em đã tới địa điểm chưa? Em tới rồi. Em vừa mới lên phòng. Số phòng bao nhiêu? Dạ phòng 504. Em phải chờ ở đây bao lâu nữa? Em cứ chờ đi. Có thể đêm nay hoặc ngày mai. Ok. Từ đây tới lúc giao hàng, em tuyệt đối không được đi ra ngoài. Cần ăn gì á thì con tiếp tâm mang lên. Em biết rồi. Em ổn không? Em ổn mà. Chắc hồi nãy chạy xe hơi mệt thôi. Dạ. Bye. Đã phóng lao thì phải theo lao. Đây là con đường ngắn nhất để mình có thể giành lại quyền lực và tiền bạc. Mình đã bắt đầu một chương mới, không còn sự lựa chọn nào khác. Chết thằng này. Tháng sau phải tăng thêm tiền để chung chi cho anh Linh Quyền. Công an xã đánh đồng rồi. Tại sao phải tăng tiền bó cho thằng Quyền? Tuyến đường giao hàng đó nằm trong cái tầm ngắm của bên huyện. Khi nào có kiểm tra họ sẽ bắn.
Ông nghĩ tôi ăn à? Nếu mày dám qua mặt ông Trùm thì mày biết hậu quả sẽ như thế nào. Ông có quyền thay người. Chào. Thật chó chết. Đại ca, sự thật không ai thay thế thằng này được sao? Em thấy nó càng ngày càng láo á. Rất khó. Nội bộ của tụi nó rất cẩn trọng, không dễ lộ mặt bán tin đâu. Tụi nó ăn kín lắm, nhất định là phải có tay trong. Nó đang biết điểm yếu của mình, cho nên nó mới ngạo mạn như vậy đó. Chỉ cần tao tìm được bằng chứng, nó sẽ chết chắc trong tay tao. Điều em lo nhất bây giờ là mình phải tìm cho ra bằng được thằng nào đã theo dõi nhà máy của mình. Mày dò la tới đâu rồi? Đại ca, theo mô tả của tụi đàn em á, thì chiếc mô tô phân khối lớn á ở thị trấn này không có nhiều. Em để mắt hết rồi, chẳng có ai liên quan, duy nhất chỉ còn thằng thôi. Thằng Võ Hiếu à? Dạ. Em đang ở xa rồi chị. Ủa, đi du lịch hả? Không, em đang có chút việc. À, tưởng em đang ở đây. Chị cho em gặp một người nè. Ai vậy? Nghe điện thoại đi rồi biết. Alo, có biết tôi là ai không? Nghe giọng quen quen, nhưng mà vẫn chưa nhận ra ai. Tình địch của mày trong những ngày mày mới vào sân. Giang hả? Trời đất ơi, mày ra hồi nào vậy? Đó đó, tao mới ra được 3 ngày. Hôm nay mới ra mắt sư tỷ nè. Trời, tiếc quá. Nếu như tao ở Sài Gòn là tao ra gặp Nelly rồi đó. Mày yên tâm, ngày tháng còn dài mà. Mày đâu trốn được tao. Mày về Sài Gòn. Alo, mày có nghe tao nói không? Dư Dương, cái con này tự nhiên tắt máy nghe rồi. Chắc nó có việc bận, lát nữa nó gọi lại liền. Nè, uống đi. Chào mọi người, gặp lại. Dạ. Lão Hoàng có nên gọi điện cho Chiêu Dương không? Tại sao lần đầu tiên mà Lão Hoàng lại dám giao cho cô ta một chuyến hàng lớn như vậy? Tin tôi đi, tôi không nhìn lầm người đâu. Tôi đã cho người bám sát theo phía sau. Tại sao làm như vậy? Xin lỗi, vì tôi không tin cô ta. Chiêu Dương có biết chuyện này không? Người của tôi chuyên nghiệp,
và rất kín đáo, cô ta không thể phát hiện được. Một lo xa cũng phải. Tôi sợ bất trắc, đứt một đoạn, ảnh hưởng một chuỗi. Tôi hiểu ý ông. Có phải là lão bạn đã giao việc cho Chiêu Dương không? Thông tin của em cũng nhạy ghê. Vậy là em đoán không sai rồi. Con đó đã chính thức gia nhập. Em nghĩ ông chủ là ai hả? Ông ta không phải là người tầm thường. Một khi đã bước chân vào địa bàn của ông ta, chắc chắn không phải là để chơi đâu. Để coi nó làm được cái gì. Em á, đừng coi thường người khác, có ngày chết. Em giỏi lắm. Lần đầu tiên nên em có chút hơi sợ. Chỉ vài lần này sẽ quen rồi. Em có muốn biết bên trong vali này có gì không? Đây là phần quen. Của em là sao? Anh hứa sẽ trả công xứng đáng cho em mỗi ví dụ. Cảm ơn anh. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên mà em cầm số tiền này trong tay. Trong quá khứ em còn cầm tiền nhiều hơn như thế này nữa. Nhưng mà hôm nay những đồng tiền này thật sự có ý nghĩa đối với em. Em thật sự sống lại rồi. Em thật sự sống lại rồi. Anh đã từng nói với em, nếu em về với anh, em sẽ không thiếu thốn cái gì. Chỉ là em có gan hay không thôi. Sống hay chết đều có số mạng. Nếu như sống thì mình phải sống cho đáng. Em đã quyết định chọn con đường mình đi thì em sẽ không bao giờ hối hận. Giỏi. Em có thể là một cộng sự đắc lực của anh. Em có thể chuẩn bị lực lượng. Sẽ có những chuyến hàng lớn hơn, cần rất nhiều nhân lực. Ok, anh đừng có lo. Em đã có một... Ê, Dương! Trời ơi, tao mừng quá khi gặp lại mày đó. Trời ơi, mày đẹp quá à. Tỷ. Vô ngồi đi, vô ngồi đi. Nè, hồi xưa hai đứa tụi bay như chó với mèo. Bây giờ thân thiết quá ha. Bây giờ thời thế đổi thay rồi. Tỷ không biết là chó với mèo chơi thân với nhau lắm hả? Thì tại vì ngày xưa em tưởng nó cướp chồng, cho nên... em mới ghen tuông. Bây giờ hả? Em biết nó không phải là hệ của mình đâu. Em yên tâm. Bây giờ ta không thuộc giai hết. Hai đứa tụi bay khỏi đánh nhau ha. Nè, bữa tiệc hôm nay em lo hết. Xả láng, ăn cái gì kêu, uống cái gì gọi. Vô, vô. Xả láng nha. Vô. Ăn đi, ăn đi, đi. Nè, nè, ăn cái này đi. Cảm ơn mày. Thank you.
Ai đó? Ủa, Hà hả? Em tới đây làm gì? Em tới đây để xem anh còn sống hay đã chết. Em gọi cho anh cháy cả điện thoại mà không thấy anh nghe máy nè. Anh cũng không nhớ điện thoại để đâu nữa. Em vào trong được không? Nhà anh như cái chuồng heo á. Em vào làm gì? Anh có còn coi em là bạn nữa không vậy? Chuyện gì lại khiến ảnh ra nông nỗi này vậy ta? Ê chị Dương, mày làm cái chó gì mà mày giàu nhanh như vậy mày? Có gan thì làm giàu thôi. Nè, đây cũng có lá gan đó, cũng rất muốn làm giàu, chẳng qua là chỉ biết đường thôi. Ê, mày có gì làm không? Giới thiệu cho chị em làm với. Tao mới ra tù, xin việc không ai dám nhận hết. Vậy hai người về làm với em không? Tất nhiên rồi, phải không sư tỷ? Nè, ngay từ ngày đầu gặp Chiêu Dương, chị đã biết Chiêu Dương không phải là người tầm thường. Nếu em dẫn đường, chị em mình sống chết có nhau. Vậy hai người có ngại đi với em tới cuối con đường không? Cho dù mày làm gì thì tao cũng theo. Tụi mình vào tù ra tội, sống địa ngục hay trần gian có khác gì nhau đâu. Mọi thứ trong chờ vào tỷ đó. Vô. Vô. Vậy bây giờ mình bắt đầu vào công việc luôn. Em cần tỷ chiêu mộ thêm một vài người thiệt là giỏi. Em muốn đội mình là một đội xuất sắc, có chất lượng. Cái này em không cần phải lo. Chị sẽ tuyển những đứa võ nghệ cao cường, mà đặc biệt phải có lá gan. Chuẩn. Bởi vậy mình cần củng cố thêm đội quân. Khi nào có việc cần thì Giang, em liên hệ với mấy đứa mới ra, rồi tập trung lại một chỗ. Chị sẽ đích thân tuyển chọn. Đứa nào có máu lửa tụi mình sẽ giữ lại, còn đứa nào mà muốn an phận cho tụi nó biến. Chuẩn luôn. Dạ em biết rồi sư tỷ. Bây giờ mọi việc đã được tập trung về một mối rồi. Tỷ sẽ quản lý nhóm, khi cần gì em sẽ liên lạc với tỷ thôi. Cảm ơn em. Vô. Hôm nay mọi người cứ chờ hết mình đi, em lo hết. Hết tăng này đi tăng nữa. Vũ trường. Đồ Hiếu, mày ra đây. Mày con ra đây gặp tao. Mày ra đây. Mày là con đồ đúc đầu hả mày? Mày ra đây gặp tao. Đồ Hiếu, mày ra đây gặp tao mau lên. Mày nhìn cái mặt Đồ Hiếu đâu? Ra đây mau. Anh Tôn ơi, anh Tôn. Chuyện gì vậy em? Ở ngoài cổng á, có một đám người đòi gặp anh Hiếu. Hả? Ra đây cho tao, Võ Hiếu. Mày làm cái gì đầu hả mày? Ra đây. Chốn tao hả? Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Ông đang đập phá cho chổi đá lâm sâm nè. Thôi được rồi, anh cúp máy đi để em giải quyết. Anh đóng cổng cố thủ trong nhà máy, đừng cho anh em cãi nhau hay là có động thái gì với ông ta hết. Anh biết rồi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Ông Di Khai cho đàn em tới đập phá nhà máy của mình. Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Dạ anh Hải, em có chuyện này muốn nhờ anh. Cậu nói đi. Em nghe nói làm Duy Kha không cho đàn em của ổng tới nhà máy quậy phá. Dạ dạ. Mà bây giờ em đang ở Sài Gòn, anh coi giải quyết giùm em. Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ cử người qua thu xếp cho cậu. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Mày thấy chưa, tao đã nói với mày rồi, đừng đối đầu với ổng nữa. Ổng mà kiếm chuyện mình chỉ có mệt thôi. Ừ, mệt quá, không sao đâu, yên tâm đi. Mày ra đây, Võ Hiếu. Dám tới nhà máy tao dò xét hả? Hôm nay tao tới đây nè, muốn gì ra gặp tao? Giám đốc của chúng tôi về thành phố rồi. Mày kêu nó ra đây gặp tao, muốn trốn tao hả? Nó mà không ra đây gặp tao, tao cho đàn em phá nát cái nhà máy này luôn. Tôi nói thiệt mà, Võ Hiếu về thành phố rồi. Tụi bay ra đây. Ra đây. Ra đây mày. Đi. Ở đây. Có chuyện gì? Sao ông cho đàn em tới quậy nhà máy của Võ Hiếu vậy? Sao mày biết? Chuyện tôi biết không quan trọng, tôi chỉ báo cho ông biết hình sự và an ninh huyện đang xuống đó. Ông rút đi. Ra đây mày. Rút cái gì? Mày báo với thằng Hiếu, tao không đi chuyện này đâu. Rút tụi bay.
Sao rồi anh? Đám dân phụ nó rút hết rồi em. Ok, vậy tốt rồi. Anh em làm việc tiếp đi. Mà em làm cách nào mà tụi nó rút nhanh quá vậy? Em có cách của em. Anh làm việc đi. Mạnh nhớ trấn an anh em công nhân, không có chuyện gì đâu nha anh. Anh biết rồi, vậy nha. Dạ dạ. Họ rút hết rồi. Cũng may đó. Nghe mà thoát tim. Nè. Tao hỏi thiệt mày, mày đã làm cái gì mà để cho ông dẫn đàn em lên phá hoại nhà máy của mình như vậy? Tao có làm gì đâu. Nè, mày giải thích đi. Hôm đó mày đi đâu? Mày về thì quần áo xốc xếch, mày nói là té xe, tao không có tin đâu. Ừ, tao đụng độ với đàn em của ổng, được chưa? Mệt quá. Tao lại mày luôn đó. Tránh voi không xấu mặt nào. Mày đừng đối đầu với ông ta nữa. Mình còn làm ăn ở trên này lâu dài. Mày nhịn đi. Tao mới lại mày đó. Lần sau tao cẩn thận hơn, được chưa? Càm ràm hoài riết mày giống má luôn đó. Nè, bây giờ mới là má nè. Má hỏi tại sao mày không về, tao trả lời sau đây. Thì mày nói tao bận, nhiều việc quá không về được. Dạ em nghe anh. Dạ dạ em biết rồi, em tới liền. Thưa má, con có gì gấp con đi. Cái thằng, lúc nào mày cũng có chuyện bí mật. Tao theo mày riết tao điên đầu luôn đó. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, về phù hộ cho con gái của mình nghe ông. Bây giờ tôi không biết con gái của mình sống chết ra sao nữa. Tôi đau lòng lắm. Má, má, con ơi, má nhớ chiều Dương lắm. Con ơi, má nhớ chiều Dương lắm con ơi. Má đau lòng lắm con ơi. Má, má vô phòng ngủ đi má. Để con qua phòng con ngủ với má nha. Vậy thôi. Vì cô ấy thích đây này. Dạ mời ha. Cảm ơn em.
nhau. Cảm ơn mấy em. Dạ. Sorry em. Em đợi anh có lâu không? Trong khi anh đi ăn uống với cô ta, em phải ngồi đây đợi anh. Thôi mà người đẹp, đừng có giận hờn ghen tuông nữa. Dù sao đi nữa, anh cũng đã về đây với em rồi. Rốt cuộc em là cái gì của anh? Em là người tình bé nhỏ của anh. Khi anh gặp cô ta thì anh cũng nói câu này thôi. Cái đầu của em nhỏ lắm. Anh cần Chiêu Dương làm việc cho anh, và anh cũng cần em im lặng ở bên cạnh anh. Ok. Đi theo anh làm việc lớn, nhớ động não, đừng vì những chuyện cỏn con mà ảnh hưởng đến công chuyện. Em và cô ta hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Chắc cô ấy không tới đâu. Chờ đi, còn sớm mà. 12 giờ rồi, chỉ mới bắt đầu thôi. Chào tỷ, chào mọi người. Tôi đi toilet chút. Đừng có khóc nữa, ráng ngủ đi má. Nếu chết mà thoát được đau khổ, sao ông trời không cho má chết đi? Má, má không thương tụi con sao má? Còn anh Hiếu, anh Quý, ai cũng cần có má. Má mà có chuyện gì thì sao tụi con sống nổi? Nhiều khi má thấy má có lỗi với tụi con, vì chuyện của Chiêu Dương mà má làm cho tụi con phải lo lắng. Ba đã cố gắng mạnh mẽ ban ngày, cứ vợ như không có chuyện gì. Nhưng tối về khi đối diện với chính mình thì ba không thể nào cầm lòng được. Con hiểu má mà. Sao lại không đau lòng được chứ? Dù con chưa làm mẹ, nhưng con biết nếu mình có một đứa con sẽ yêu thương nó nhiều lắm. Nghĩ đến chuyện mất con, chắc tim con sẽ tan nát. Má chưa bao giờ đòi hỏi con cái phải cung phụng trả hiếu cho mình. Má chỉ cần những đứa con ngoan ngoãn, vui vẻ sống yêu thương bên nhau là được. Nhưng mà ước muốn nhỏ nhoi này sẽ không bao giờ có được. Má, bây giờ chỉ còn một cách. Mình mong chị Chiêu Dương ở ngoài kia sống vui vẻ,
bình an là tự an ủi mình rồi đúng không má? Má chỉ cầu mong như vậy. Xem lại giao duyên với mấy phần tử đó. Hận ơi, trời ơi, cái thằng con bất hiếu, tao biết vậy tao bóp mũi mày chết từ nhỏ rồi. Hận ơi, làm gì nhìn tao dữ vậy hả? Hồi đó giờ không thấy người sai hay sao? Cười hả? Mày làm gì mày cười? Tao móc mắt mày bây giờ á. Biết, biết, biết. Lộn xộn. Hận ơi, mày khỏi chè, mày lại đánh nhau với ai? Đụng độ ngoài ý muốn thôi. Lần này là ai? Mày là Dương văn phòng chứ đâu phải là Dương Tâm thuê chém mướn đâu. Sao ngày nào mày cũng đánh nhau vậy? Mày nói quá, lâu lâu mới có cơ hội động tay động chân, mày làm như ngày nào cũng có dịp vậy. Lâu lâu hả? Mày dòm cái mặt mày đi, vết bầm này chưa hết là chuyển sang vết bầm khác kìa. Mày nói tao nghe đi, mày đụng độ đánh nhau với ai? Với bằng nhóm của Chiêu Dương. Chiêu Dương? Mày gặp Chiêu Dương hả? Ừ. Mà sao lại đụng độ đến nhau? Rồi gặp Chiêu Dương ở đâu?
Vũ Trường, chưa kịp nói câu nào Chiêu Dương đã biến mất. Mày nói gì ly kỳ vậy? Chiêu Dương cho nhóm người của cổ cản tao lại nên mới xảy ra xô xát. Mày nghĩ là Chiêu Dương của băng nhóm hả? Đó không phải là những người bạn bình thường, đều là nữ, nhưng cô nào cũng có võ nghệ rất tốt. Tao tin chắc họ là một băng nhóm. Trời đất, tại sao Chiêu Dương lại như vậy? Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì đây? Tao đang rất lo cho Chiêu Dương. Kết bạn giao du với những thành phần bất hảo chỉ có làm chuyện xấu xa thôi. Thiệt là hết thuốc chữa rồi mà. Em, sáng giờ bãi được không? Cũng được, gần hết rồi. Anh mua gì đó? Anh cứ mua cái này cho em nè. Ngon lắm đó. Ông này ta kêu ăn bún mà mua bánh mì hả? Ê, nè, mặt nè, lại một xíu mà. Dở mặt nè, đánh vô cá nè. Đi hướng nào cô? Quẹo trái đi. Giờ sao cô? Mất dấu rồi. Quay lại chỗ cũ đi. Ông tối qua là ai vậy? Có cần chị giải quyết không? Người đó là chồng em. Chồng em? Ừ. Vậy mà chị cứ nghĩ đó là đối thủ nào của em? Anh ấy vẫn đi tìm em. Còn yêu không? Em cũng không biết là mình còn yêu hay không. Nhưng mà em chắc chắn một điều là em sẽ không quay về. Em có cần một người bên cạnh để bảo vệ em không? Chắc là chị phải tìm cho em một vệ sĩ đáng tin cậy một chút. Ok, chị sẽ tìm. Khi nào em đi đâu, nhớ báo cho chị biết. Tỷ, chị có tin trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước không? Chỉ có thể là anh em sinh đôi thôi. Không, chắc chắn họ không phải là anh em sinh đôi. Chị thấy tâm trạng bất ổn quá, có cần chị ra tay không? Hả? Thôi, không có gì đâu, chuyện em tự giải quyết được mà. Chị đừng có lo. Em nghe nè. Sáng mai 8 giờ có cuộc họp quan trọng tại nhà anh. Em nhớ có mặt. Đây là lần đầu tiên em chính thức ra mắt cho mọi người. Dạ em biết rồi. Chiều nay anh bận tiếp khách rồi, không gặp được em đâu. Hẹn gặp em sáng mai. Ok, bye bye. Bye em. Tỷ.
Cầm xài đi. Thôi, chị chưa có làm gì, không có dám cầm tiền của em đâu. Thôi, cầm đi, đừng có ngại, chị em mình không mà. Nè, cầm đi. Cảm ơn nha. Thôi, em có gì phải đi rồi. Chị trả tiền cà phê giúp em luôn nha. Nè, đi đâu, có cần chị đi chung không? Không, em tự đi được mà. Em đi thay đổi phong cách. Tới trễ chứ. Rất đúng giờ. Mời ngồi. Mọi người đã biết tên nhau, không cần phải giới thiệu. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Chiêu Dương chính thức ra mắt. Từ đây, chúng ta là một. Có gì mong mọi người chỉ giáo, vì tôi là người mới. Sẽ có những nguyên tắc hoạt động mà cô phải học. Trần Nam sẽ là người trực tiếp làm việc với Chiêu Dương nhiều nhất. Chúng ta thường hoạt động theo nhóm cho mỗi phi vụ, tùy theo trường hợp mà chọn bạn đồng hành. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Tuần sau sẽ có một chuyến hàng đi miền Trung. Tôi sẽ giao cho Mỹ Kỳ và Chiêu Dương cùng áp tải hàng đi giao. Cảm ơn nha, cảm ơn. Chị, mua cá đi chị. Cá với Phan Thiên mới lên tươi rói luôn á. Bao nhiêu một ký vậy em? Dạ 101. Em tính chị 100 thôi. Thôi tính cho chị 90 được không? Trời, có 10.000 đâu tới đâu đâu. Người đẹp vậy mà còn trả giá em nữa. Mua giùm em nha. Cũng được. Bắt con này nè em. Đó con đó đó. Chị có làm không? Em làm luôn cho. Ừ em làm giùm chị luôn đi. Ê Diệu, buồn mày có cho mày ăn sáng cho Diệu? Chắc nó chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Nó bậy bạ không à. Đừng có nói chết nó sống nghe. Mà trai thiếu gì bà, không có thằng này thì có thằng khác. Mắc gì khóc cho tốn nước mắt. Đúng chị. Của chị 1.6 ký. 160 em lấy 150 thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Ê chị ơi, có tiền nè. Cổ lại đi. Gì trời, chưa kịp thối tiền chạy mất tiêu. Ủa em mới nói chuyện với ai vậy? Bà kia kìa, bà mua cá chưa kịp thối tiền bà chạy rồi. À chắc người ta thấy em dễ thương quá, người ta bo cho em luôn đó. Coi như lời thêm khúc nữa rồi, còn gì nữa. Nếu mãi nái không xài thì đưa anh xài cho. Thôi đi cha, đừng có tham. Nè, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè. Dễ sương quá. Hãy tới chưa? Chưa anh ơi, chưa hả? Đây không phải là Ni, nhưng anh ta là ai? Em về đây. Bye em. Để xem, ngoài việc quyến rũ ông chủ, các cô còn làm được gì? Ông xem thường phụ nữ quá. Ngay từ đầu, tôi đã nói với ông chủ là trong tổ chức không nên có phụ nữ. Tôi đếch quan tâm. Tôi chỉ không muốn ông xếp cô ta và tôi chung một đội với nhau thôi. Nhưng cô vẫn phải làm theo. Đó là lệnh.
Má cứ như vậy hoài, con bỏ nhà đi luôn á. Thằng con mất dạy, mày hăm dọa tao à hả? Má, má nghe con nói nè. Mày định bỏ tao với cái thằng cha khốn nạn này được phải không? Mới có giờ này à, mà má say xỉn rồi, con bỏ tao với má luôn á. Không nói nhiều mày, đi mua rượu cho tao. Rượu, 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 suốt ngày rượu. Rồi chai bãi rồi sao đi mua? Ra tiệm có. Giờ mày đi mua không? Đi mua không? À, rồi, 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 đi mua. Đi liền mày. Không có rượu là chết hay sao á? Còn nói hả? Cái thằng khốn nạn, giọng nào giống đó, cái thứ bạc bẽo khốn nạn. Trời ơi. À, ủa, ủa, anh. Anh nhớ em quá. Mà thấy bây giờ có gì tôi thấy hết rồi. Ờ, thưa má, con mới về. Ủa, bay đây rồi Hiếu đâu? Dạ, ở trên đó còn công việc, cho nên đợt này Hiếu không về đâu má. Bận việc, bận việc, hai tuần rồi nó chưa về thăm má. Má nè, má trách vậy á, tội ảnh. Tuy ảnh không về á, nhưng mà ảnh có mua quà cho má nè. Tính gửi quà hối lộ cho tôi đừng giận hả? Má, má không nhận là con nhận giùm má đó. Má cho con luôn đó. Ê, nè, ê, cái quà này á, là quà anh Hiếu cho má. Má, má nhận đi, không anh buồn đó. Má nhận đi mà. Nè, con quà này á, là quà của em nè. Anh lại mua gì cho em nữa hả? Mỗi lần về là mua, tốn tiền lắm biết không? Anh đi làm á, có tiền lương thì để cho vợ anh xài chứ. Cái này là tốn đúng chỗ chứ bộ. Thôi đi, muốn nịnh gì vô phòng mà nịnh kìa. Đến ở đây nha, nổi da gà hết rồi kìa. Dạ, thưa má con vô phòng. Ước gì hình ảnh này là của thằng Hiếu với con Chiêu Dương. Nói chuyện với bà. Tao với mày có quen không? Tôi với bà chưa bao giờ gặp nhau. Vậy có gì để nói? Bao nhiêu đây đủ không? Nếu muốn thêm. Bà chỉ cần trả lời những gì mà tôi hỏi. Đơn giản vậy thôi. Mày cho tao tiền hả? Tất cả là của bà. Mời ngồi, mời ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Cá ở đây, cá ở đây. Cá dưới biển mới chuyển lên tươi ngon đi. Quẹo lựa bà con ơi, quẹo lựa đi. Cá ở đây. Cá ế hả, bán tôi 5 kg đi. Đang bán ế nha, đừng có chọc tôi quạo á. Chọc cho vui chứ, chọc cho quạo làm gì. Không đi đâu á. Mua gì á? Mua gì á? Anh mới mua xôi cho em hả? Xôi gì ạ? Xôi gà, ngon lắm đó. Em ăn đi, để cá anh bán cho. Mà nè, nói được làm được nghe. Trời ơi, nói được là phải làm được chứ. Con trai đẹp bán hàng nè, tránh qua một bên. Trời ơi, mấy chị ơi, cá tươi lắm mấy chị ơi. Buộc cá giùm em đi mấy chị ơi. Ngoài kia người ta dạy cứu thanh long, dạy cứu gì hấu. Mấy chị dạy cứu cá giùm em đi mấy chị. Trời ơi, thanh niên mà dẻo miệng ghê vậy á. Bán nửa ký cá nục được không? Ờ, con cá này chị lấy nguyên con nha chị. Nguyên con là nhiêu? Dạ cái này là 70 ngàn ký ký chị. Rồi lấy luôn, nhưng mà cân đúng giùm em nha. Cá rô bao nhiêu ký vậy chú? Ủa, cá rô này nhiêu ký? 20. Dạ, 20 ngàn ký chị. Lấy hết giùm em nha. Rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, nè chị coi nè, cá tươi ghê không chị? Cô gái trong tấm hình trên kia, có phải là bà không?
Thấy tôi có đẹp không? Ngày xưa tôi là hoa khôi đó nha. Vậy còn người đàn ông đứng bên cạnh là ai? Ông ta là đồ khốn. Ông ta có phải là cha của con trai bà không? Chưa bao giờ. Không bao giờ ông là cha của thằng bé. Bà có còn nhớ ông ta tên gì không? Muốn quên lắm chứ. Nhưng mà làm sao tôi quên được cái thằng Sở Khanh như ông ta được. Nếu như tôi không lầm thì tên ông ta là Niệm. Cô biết ông ta? Cũng không hẳn. Lê Niệm, một gã đàn ông đào hoa, Sở Khanh. Đúng là chồng của má nuôi mình rồi. Chồng của bà Bích Ngọc. Bà có thể kể cho tôi nghe về chuyện của bà và ông ấy có được không? Bán quá khứ để có tiền mua rượu. Tôi bán. Cà phê của anh nè. Anh đừng có làm vậy, người ta nhìn kỳ lắm. Em đợi chút. Kệ người ta đi. Cho nó nhìn nó tức chơi. Em. Dạ. Tối nay chúng ta hẹn ở điểm cũ nha. Em ơi. Dạ. Mai anh đi rồi. Sao sớm vậy? Anh nói là anh có việc tới cuối năm mà. Vì anh có việc đột xuất. Còn em thì sao? Anh sẽ thường xuyên về thăm em. Không chịu đâu. Anh nói là đời này kiếp này sẽ không rời xa em nửa bước mà. Nè, thì anh đang ở đây. Anh có nói anh rời xa em đâu. Chỉ vì anh bận công việc thôi. Em không chịu được. Em không chịu được cảm giác mỗi ngày đều nhớ anh. Vậy em có dám theo anh không? Tối nay em nấu cơm, chờ chồng về nha. Đâu có được. Anh không muốn con sư tử nhà anh nó lồng lộn lên. Sao anh gạt em? Anh gạt gì? Sao lúc trước anh nói là không có vợ mà? Thì lúc trước á, nếu anh nói có vợ rồi thì em có chịu anh không? Thôi mà em nè, đừng có giận anh. Chỉ vì anh quá yêu em cho nên anh mới vậy thôi. Nhưng mà bây giờ anh đã thú nhận rồi. Thôi mà, đừng có giận anh nữa nha. Anh xin hứa với em. Anh hứa, chỉ thời gian ngắn nữa thôi. Khi ly dị được với con sư tử nhà anh thì tụi mình sẽ sống bên nhau nha em. Anh nè, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì? Em hết tiền rồi đúng không? Em đã có thai. Hả? Có thai? Em có thai? Dạ. Sao lại vậy được? Anh nói á, em uống thuốc ngừa thai, sao không chịu uống? Em có uống đầy đủ, nhưng em cũng không hiểu tại sao lại. Trời ơi. Em nghe anh. Dạ. Em đi phá cái thai nha. Mà cái thai đã hơn 3 tháng rồi. Nếu bây giờ mà
Nào thai nguy hiểm lắm. Nhưng mà ngay từ đầu á, hai chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Anh không muốn có con. Tại sao em dùng con để áp lực anh vậy hả? Nhưng mà nó cũng là con của anh. Không lẽ anh muốn bỏ con của anh sao? Anh nói cho em biết, đứa con được sinh ra bởi sự tính toán của mẹ nó thì nó không nên có mặt trên cõi đời này. Anh, kể từ ngày thằng khốn đó nó biết tôi có thai, nó trốn đi mất tích, không tới lui, không chu cấp một đồng. Tôi phải làm đủ mọi cách để xin thằng Hận. Cho tới bước đường cùng, tôi phải đi làm gái. Tôi đã hiểu tại sao bà đặt tên Hận cho con trai bà rồi. Hận, Trường Hận, là tôi hận dài dài. Tôi hận tất cả đàn ông. Bà không tìm cách gặp lại ông ta sao? Cách gì? Chỉ cần nó đổi số điện thoại là xong. Tôi đâu có biết nhà cửa nó đâu mà tôi tìm. Bà có biết là ông ta có một gia đình giàu có, một người vợ rất giỏi và một đứa con trai tên là Niên. Tất cả đàn ông, dù giàu hay nghèo, họ cũng giống nhau thôi. Hãy có cơ hội là họ sẵn sàng ăn dụng. Mà ăn dụng rồi là còn biết chùi mép khéo nữa chứ. Chưa bao giờ bà và Trường Hận có liên hệ với gia đình ông ta phải không? Không, không bao giờ. Mà dù cho có tìm đi nữa thì biết tìm đâu. Lê Niệm đã chết lâu rồi. Chết rồi. Chết rồi. Cái thứ đàn ông đó chết cũng bị đài xuống 8 tầng địa ngục mà thôi. Chết rồi. Tôi về đây. Nè, cô là ai? Có quan hệ gì với Lê Niệm? Không cần biết tôi là ai, tôi cũng không liên quan gì tới người đàn ông đó. Ê, chừng nào muốn biết gì nhớ lại đây đưa tiền tôi kể cho nghe nữa nha. Tiền. Xong chuyện rồi, lão bà muốn đi đâu? Cho tôi qua nhà Chiêu Dương.
Dạ. Dương Dương, em có sao không? Em hết thuốc rồi hả? Sao không báo cho anh biết? Em không muốn lệ thuộc thứ thuốc đó nữa. Em sẽ tự cai nghiện. Em có thể xài nó miễn phí khi em làm việc cho anh mà. Ngay từ đầu em đã bị anh chuốc thứ nước vui vẻ. Khi em phát hiện anh nói thứ nước này không gây nghiện, nhưng thật ra nó là loại ma túy mới đúng không? Ừ. Đây là một loại mới đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có trên thị trường. Và anh dùng em chiếc chuột bạch. Anh chỉ muốn giúp em vui vẻ một thời gian thôi. Anh muốn em lệ thuộc anh vào cái nước quái quỷ này sao? Anh thừa nhận tất cả gì anh không muốn mất em. Bây giờ anh đã có được em rồi, anh phải giúp em cai nghiện đi. Anh nghĩ một con nghiện có thể làm chuyện lớn không? Ok, em muốn cai nghiện tùy em. Nếu như em muốn xài lại thì cứ báo anh một tiếng. Không, em không cần nữa đâu. Em đã trả giá cho những lần lên mày vậy quá đủ rồi. Vậy cũng tốt, giữ gìn sức khỏe để chiến đấu đường dài. Muốn em song hành với anh thì được bao giờ đưa em cái nước quái quỷ đó. Cái thứ nước quái quỷ đó sẽ giúp ta làm giàu đó. Anh đang sản xuất lại ma túy này? Vẫn chưa. Anh đang tìm mua công thức của nó. Khi ta nắm được công thức chế tạo cái thần dược này trong tay, chúng ta sẽ bá chủ thiên hạ. Vậy hàng của em và Mỹ Kỳ sẽ chuyển đi vào tuần tới. Làm lại này. Em không cần biết quá nhiều, sẽ không có lợi cho em. Vậy em chỉ cần biết điểm xuất phát và điểm giao nhận sao? Ok, chỉ như vậy thôi. Đã phóng lao thì phải teo lao. Em cũng không quan trọng đó là loại hàng gì. Anh có hẹn với vài người bạn, anh chở em đi ăn. Em thay đồ đi. Em không khỏe, em chỉ muốn ở nhà thôi. Ok, thôi nghỉ ngơi đi, anh đi đây. Em cái gì mà nhiều vậy? Anh nhớ em Chiêu Dương. Anh chỉ muốn thấy mặt em một lần thôi. Anh đừng có tự làm khổ mình nữa Lâm Phong. Anh quên em đi. Anh không thể nào làm được. Anh không thể nào quên được em. Đời này, kiếp này. Anh chịu bên bây em. Giờ em phải làm sao để cho anh chịu hiểu hả? Em sẽ không bao giờ thuộc về ai. Em yêu tự do, em yêu bản thân mình hơn hết. Em không muốn phụ thuộc vào ai cả. Ok, em muốn sao cũng được. Anh chỉ muốn được gặp em. Anh chỉ cần cũng với em một ly, được không Chiêu Dương? Thôi được rồi, em sẽ qua nhà anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em Chiêu Dương. Cảm ơn em chuyện gặp anh. Cát Ly, cảm ơn em đã đến thăm anh. Anh hãy cho em thấy anh luôn là một người bạn tốt của em.
em vẫn sẽ dành thời gian rảnh rỗi cho anh. Anh luôn là người bạn tốt của em, em không thấy vậy sao? Anh vẫn còn muốn chiếm hữu em. Anh chỉ muốn có em ở bên cạnh. Em biết là anh yêu em dịu như thế nào mà. Ngay cả tình yêu của Võ Hiếu cũng không đủ để giữ chân em mà. Đàn bà mà có chí lớn thường thiệt thân. Sao em không làm một người mẹ, một người vợ để cho người đàn ông chăm sóc cho em? Em không phải là loại phụ nữ ngoan hiền, và em không muốn bản thân mình lệ thuộc vào bất kỳ một người đàn ông nào khác, anh hiểu không? Vậy cuộc sống hiện tại có làm em hài lòng không? Tương đối ổn. Em còn nhiều việc phải làm phía trước lắm. Anh có biết Lê Niệm, chồng của mẹ nuôi em không? Là chồng của cô Bích Ngọc. Anh có gặp vài lần. Ông ta chết quá trẻ. Vậy trong mắt anh thì ông ta là một người đàn ông như thế nào? Ông ta là người yêu thương vợ con, tính tình hơi gia trưởng, nhưng nói chung là người đàng hoàng. Vậy tất cả đàn ông trên thế giới này đều sống giả dối và hai mặt như vậy sao? Ý em là sao? Anh không hiểu. Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. À, sao em lại nhắc tới chồng của cô Bích Ngọc? Em chỉ hỏi vậy vì lúc em về ở với mẹ nuôi em thì ông ấy đã chết. À, nếu ông ấy còn sống thì chắc Niên đã không nghiện và tồi tệ như vậy. Anh rất tiếc. Ông ơi, bây giờ con Chiêu Dương nó đang ở đâu? Con của mình nó có khỏe không? Ông báo mộng cho tôi biết đi. Con này con thích đó. Con ăn đi con. Ăn đi. Sao con ăn đi mà con nhìn má vậy? Bộ mặt má dính lọ nghẹ hả? Má, nếu như má không nhận đứa con gái này, và nếu như con không nhận được tình thương của ba má, có thể con sẽ trở thành một con người khác, không giống như bây giờ. Có đúng không má? Sao tự nhiên con lại hỏi má câu này? Con nghĩ như vậy. Một đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ sẽ hình thành tính cách khác xa với một đứa trẻ lưu lạc ở trần đời. Em về đây. Bye bye anh. Chiêu Dương, em phải về, xe ở ngoài đợi rồi kìa. Quỷ xe đi, ở lại với anh một đêm thôi, anh xin em. Buông em ra. Em chỉ lên giường với người đàn ông nào mà em chọn thôi, đừng có ép em. Chiều mai gặp tôi.
Cái gì? Em bình tĩnh định gọi con hai qua. Em chỉ có hai đứa má vô bệnh viện liền nha. Anh chạy về liền. Dạ dạ. Alo Quý hả? Má bị ngất, rút ra đứa má vô bệnh viện rồi. Bây giờ tôi chạy về quê. Mày ở lại lo giải quyết công việc nha. Con hai ơi, không biết má con có bị sao không nữa. Cầu trời khấn Phật cho mà ba qua khỏi. Chị ơi, má em sao rồi chị? Em vô thăm má em được không chị? Bác gái bị đột quỵ, hiện đang hôn mê. Các bác sĩ đang cấp cứu, người nhà không được vô đâu. Trời ơi. Con hai ơi. Nín đi con, chắc là má con không có sao đâu. Con hai ơi, má của con mà có bề gì chắc con không sống nổi đâu. Chắc má con không có sao đâu, con đừng có khóc. Số lạ thôi mà. Hết sức thận trọng với những số điện thoại không có trong danh bạ. Tôi biết rồi. Đây là địa điểm nhận hàng. Các cô sẽ chạy theo đường này, theo đường quốc lộ 1 đi đến đây. Vậy thì tôi có thể lưu lại địa điểm này để đi theo hướng dẫn của Google Maps không? Cô nên ghi nhớ trong đầu. Nếu cô ghi hành trình điểm đến, hành trình điểm đi, công an phát hiện được chẳng khác nào cô là người chỉ điểm sao? Chỉ có dân không chuyên nghiệp mới suy nghĩ vậy thôi. Hai người phải hết sức hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi, nếu như không muốn chuyến đi này thất bại. Đến địa điểm nhận hàng thì sẽ có người đến giao hàng. Họ giữ một nửa, khi khớp chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Nín đi con, con đừng có khóc nữa. Chắc má con không sao đâu. Chắc là không sao đâu. Anh Hiếu ơi. Con ơi, tình trạng má sao em? Má vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu á, mà người ta không cho vô. Vào đi. Dạ, chào bác sĩ. Mời anh ngồi. Dạ, bác sĩ cho tôi hỏi tình trạng của má tôi sao rồi bác sĩ? Tôi thấy lo quá. Mẹ anh bị đột quỵ. Hiện giờ thì chúng tôi đang cho làm cận lâm sàng để theo dõi. Có cần thiết phải đi lên bệnh viện tuyến trên không bác sĩ? Hiện tại thì tình trạng bệnh không có ổn định, di chuyển xa không an toàn. Anh cứ yên tâm, với cái ca này thì nằm trong tầm tay kiểm soát chữa trị của bệnh viện chúng tôi. Xin phép bác sĩ cho tôi vô nhìn má tôi chút xíu. Anh vào rồi phải ra liền nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Má ơi, má phải tỉnh dậy nha má. Đừng bỏ đem tụi con nha má. Không có má làm sao tụi con sống được má ơi. Anh ơi, xin mời anh ra ngoài. Dạ, tôi biết rồi. Má ơi, anh em tụi con đợi má quay ngay cánh cửa này nha má. Chỉ cần má lên tiếng má gọi tụi con cái tụi con có mặt liền nha má. Cô hai, chắc là không sao đâu. Thank you.
Anh gọi chị Chiêu Dương hả? Ừ. Mà chị không nghe máy. Em biết. Má giấu anh em mình. Trước mặt á, má không tỏ ra đau buồn. Nhưng mà em biết là má nhớ chị Chiêu Dương nhiều lắm. Má khóc hằng đêm. Do má suy nghĩ nhiều quá cho nên mới dẫn tới đột quỵ. Cầu mong sao cho má qua cơn bão bệnh này. Em không làm được gì cho má hết. Em cảm thấy mình có lỗi lắm. Thôi em, không ai có thể gánh nỗi đau cho người khác giùm được. Em đâu có lỗi gì trong chuyện này. Bây giờ mà chị Chiêu Dương xuất hiện là má có thể vui vẻ trở lại. Anh sẽ tìm gặp cho bằng được chị Chiêu Dương. Anh sẽ thuyết phục chị quay về thăm má. Chuyến hàng lần này là do hai cô phụ trách, cho nên phải hết sức thận trọng. Hai người phụ nữ đẹp thì chỉ qua mặt cứng. Hãy ăn mặc sang trọng như những vị khách quý. Tôi biết nếu không có lính Tháp Tùng thì cũng làm khó cho hai cô. Nhưng mà chúng ta phải linh động thôi, như vậy mới đảm bảo đường dây. Thật lòng thì tôi không muốn đi cùng lính mới. Mất công lại vướng tay vướng chân khi xảy ra chuyện. Cô còn non và xanh lắm, đừng có ngạo mạn như vậy. Có thể tuổi đời của tôi thua cô, nhưng còn kinh nghiệm chinh chiến, cô chỉ đáng xách dép cho tôi thôi. Tao sẽ dạy cho mày một bài học, để mày không còn coi thường đối thủ nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, hai cô phải hết sức cẩn trọng trong chuyến đi này và bắt đầu hợp tác từ ngay bây giờ. Tôi không muốn hai người làm cho tôi thất vọng. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước vào phi vụ quan trọng. Đây là sim điện thoại, chỉ gọi một lần cho một chuyến hàng. Xong việc thì bẻ sim, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Hai cô còn hỏi gì nữa không? Tôi không có gì để hỏi thêm. Xong việc, tôi xin phép về trước. Anh, em về nha.